Oa, ai không sợ ma thì bơi hết vào đây nào. Chiếc video ngày hôm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đỉnh cao của sự tâm linh, chống chỉ định và những người yếu tim đấy nhé. Nên là cân nhắc trước khi tham gia đó nha. Câu 1, đố bạn, ma gà được bắt nguồn từ vùng nào của Việt Nam? Chỉ có ai thực sự hiểu biết về văn hóa tâm linh thì mới biết thôi nè. Ma gà phổ biến ở các tỉnh Đông Bắc, nhất là vùng núi Lạng Sơn. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có ai thực sự nhìn thấy con ma gà nào cả, mà chỉ là nghe lại thôi. Bạn nào ở Lạng Sơn biết gì về ma gà thì comment kể cho chị Kính và các bạn cùng nghe với. Câu 2. Ở Nhật Bản, các trường học thường không làm bậc thang có bao nhiêu bậc? Là 13. 13 từ trước đến nay được biết đến là một con số không may mắn. Các bé đi học nhớ đếm xem cầu thang của nhà trường có bao nhiêu bậc nha. Câu 3. Đố bạn, xe buýt nào có thật? U là trời, xe buýt chạy thẳng xuống âm phủ là có thật nha các bạn. Tin chị Kính đi, đó là chiếc xe buýt số 375 ở Bắc Kinh. Còn câu chuyện như thế nào thì mời bạn hỏi chị Google nha. Chứ chị Kính thì sợ toát mồ hôi, không dám kể nữa đâu á. Câu 4. Tháng nào địa ngục thả ma đi chơi? Chính là tháng 7 âm lịch đấy. Ông bà ta còn gọi đó là tháng cô hồn. Tháng này địa ngục sẽ mở cửa và thả ma lên dân gian chơi. Nghe đã thấy khiếp đảm rồi nhỉ. Người và ma cùng chung sống ở một thế giới u là trời, đáng sợ quá đi mất thôi. Câu 5. Đây là một trò chơi liên quan đến ma quỷ rất cuốn và cực kỳ đáng sợ đấy. Người chơi lấy một lon nước ngọt hoặc là lon bia đã đổ hết nước đi, nhét đầy gạo và muối vào rồi để tại một góc tối, cắm nén hương lên rồi cúng. Một lúc sau, chiếc lon sẽ tự động đậy và đuổi theo mọi người. Chế nào đã can đảm chơi trò này chưa nhỉ? Comment cho chị biết cái độ can đảm của bạn đi nhé! Câu 6. Ma gì kinh dị nhất Việt Nam? Cũng kỳ dị lắm mà nha, là ma lai. Theo truyền thuyết kể lại rằng thì loài ma này thường đi ăn phân, nội tạng của con người và động vật để sống, nhưng mà ma lai lại có hình hài của những cô gái xinh đẹp, thế mới đi dụ dỗ được nhiều nạn nhân chứ. Câu 7. Khi đi ngủ, chúng ta nên để dép như thế nào để tránh bị ma quấy rối nhỉ? Bạn chưa biết, người xưa vẫn kiêng kỵ việc quay mũi dép vào giường, bởi vì nếu quay mũi dép vào thì ma quỷ sẽ biết trên giường đang có người ngủ và lên ngủ cùng đấy. Từ giờ nhớ để ý quay mũi dép ra ngoài nếu không muốn ngủ cùng ai kia đấy nhé. Câu 8. Chúng mình nên làm gì trong tháng 7 cô hồn? Nghe là biết liền, đáp án là ăn chay với hạn chế sát sinh rồi. Đi chơi đêm không chỉ trong tháng 7 cô hồn, mà những ngày thường bạn cũng có cơ hội để chạm mặt với ma đấy nha. Người xưa chả hay có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma còn gì. Câu 9. Con ma này tên là gì bạn nhỉ? Ma lưỡi dài, nghe đã thấy ớn cả lên rồi. Chắc con ma này ăn nhiều, ăn nhanh nhất trong hội quỷ ma đấy chứ. Không những có cái lưỡi dài hàng mét mà lại còn màu đỏ của máu nữa. Eo ôi, tối nay sao mà dám ngủ đây. Câu 10. Ma gì hay xuất hiện ở nghĩa trang vào ban đêm? Tuy
chúng không hại người, nhưng ai cũng phải khiếp sợ khi chạm mặt với nó, đó chính là ma chơi. Đây là con ma có nhiều người nhìn thấy rồi đấy. Chúng thực ra là những đốm lửa cháy ở trên những ngôi mộ mới được chôn cất. Tuy nhiên, khoa học cũng đã giải thích hiện tượng này rồi, nên là bạn cứ yên tâm phần nào đi nhé. Câu 11. Đố bạn, đâu là nơi có nhiều ma nhất? Dễ mà lại dễ thật nhở. Uầy, Nghĩa Trang, ai mà chẳng biết, là nơi chôn cất những người đã mất. Đây cũng là nơi vô cùng linh thiêng. Nếu bạn mà có nhà gần đây thì yên tâm là hàng xóm đông đúc nhưng không ồn ào đâu nha. Câu 12. Theo bạn thì đâu là điều cấm kỵ để bảo toàn tính mạng trong tháng 7 cô hồn? Thì nhiều lắm, nhưng mà chị kính nhắc xương xương ba điều này trước nha. Đáp án là cả ba, còn một list những điều cấm kỵ nữa cơ. Comment đi để chị nhắc cho nhé. Câu 13. Đây là một loại ma có thật, ám ảnh đến cả người dân miền Tây sông nước. Thiên Linh Cái là cái tên không còn xa lạ gì với chúng ta nữa, là đầu lâu của các cô gái còn trinh tiết đã mất đi, được các pháp sư tu luyện thành tà thuật. Like video nếu bạn muốn chị Kính làm riêng một video về loại ma giận tóc gáy này nha. Câu 14. Ma gì xuất hiện trong nhà thơ? Mà biết chút chút về nhà thơ thì đoán ngay đó là ma Servalax. Con ma này đã xuất hiện trong nhiều bộ phim của Hollywood rồi đó. Con ma Valax thoát ẩn thoát hiện với hình hài của các sơ, làm những trái tim thép nào cũng phải khiếp sợ. Câu 15. Sau 12 giờ đêm thì chúng ta không nên làm gì? Trời, thời điểm sau đêm khuya 12 giờ, ai mà còn ngồi chải tóc nữa chứ? Chỉ có các hồn ma thôi. Những cô hồn hay đi lang thang lúc nửa đêm đi qua, thấy bạn đang soi gương chải tóc là lại vào soi cùng và tất nhiên là ngất trên cành quất luôn á. Việc của các bạn cần làm lúc 12 giờ đêm là đi ngủ thôi nhé. Câu 16. Ngày cô hồn là ngày nào? Đó chính là ngày 15 tháng 7 âm lịch, chính xác là 12 giờ đêm ngày 15 tháng 7 âm lịch đó. Tuy vậy, đây cũng là ngày lễ lớn của các nhà Phật. Bạn có biết là ngày gì không? Comment xuống dưới nhé! Câu 17. Ma cổ dài có ở đâu? Một chiếc ma đặc trưng của xứ sở hoa anh đào Nhật Bản. Con ma này thực ra là những ma nữ có cái cổ rất dài và vô cùng mềm dẻo. Ban ngày là một thiếu nữ xinh đẹp, đêm đến thì vươn cổ dài ra để bí mật theo dõi người khác. Eo ơi, kinh quá đi ạ. Câu 18. Bạn sợ nhất là loại ma nào? Trời, cuối cùng thì cũng hết thời lượng rồi. Chị ngồi đố các bạn mà chỉ sợ là có ai đó ngồi cạnh thôi á. Tối nay dự sẽ là phải ôm gối sang ngủ với mẹ thôi. Like video và đăng ký kênh nếu bạn cũng thấy sợ mà nhé. Mãi yêu ạ.